Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA lần 4 lần nữa. Thì ở video này chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau để tìm ra 5 cái tên xuất sắc nhất ở vị trí CM, nhưng chỉ có giá là 10 tỷ đổ xuống thôi. Và trước khi xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thanh Hòa hoặc là link shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đứng thứ 5 trong danh sách này đó chính là siêu sao vừa mới đoạt bóng vàng Karim Benzema. Thì với Karim Benzema trong FIFA là cũng có rất nhiều mùa giải rồi, giải gần đây nhất là 23 tỷ. Và ở lần này thì mình chỉ chọn với mức giá là 10 tỷ đổ xuống thôi, thì đó chính là Karim Benzema vào giải World Cup 22 á. Đây là mùa giải mà Benzema cũng cực kỳ xuất sắc nhưng giá cực kỳ rẻ luôn. Các bạn có thể mua ở mức độ cộng 3 cũng được, giá vẫn dưới 10 tỷ nha và vẫn có rất nhiều lượt giao dịch. Và Benzema mùa giải này là một trong những Benzema cũng cực kỳ xuất sắc, không thể kém cạnh mùa giải khác. Hai chân 5 năm giúp cho Benzema có thể chuyền bằng chân trái cũng được, chuyền chân phải cũng được và sút cũng vậy, chân nào cũng có thể thực hiện tốt cả. 1m85-81kg thành trung bình giúp cho Benzema có thể tranh chấp được, lắng được, đấm nhau được rõ ràng rồi. Và nhờ một cái nữa là Benzema ở phiên bản này thì Nexon họ gắn cho chỉ số chính đó chính là ST, cho nên khả năng chọn vị trí của Benzema cũng cực kỳ tốt khi đưa về vị trí CF. Tuy khi đưa về vị trí ST thì chọn vị trí của 02, nhưng khi đưa về CF nha, chọn vị trí hay lắm, tách hậu vệ rớt không bị kìm đâu. Và Benzema có thể sút xoáy được nha, có thể dứt điểm đối mặt thủ môn cực kỳ tốt. Sút xoáy thì khả năng tỷ lệ vào rất là cao, bởi vì chỉ sút xoáy ở cấp độ 1 thế cộng 3 bạn thấy là tổng 110 chỉ số nè, có thêm chỉ số sút xoáy kiến tạo nữa, giúp cho những cú sút cũng như những đường truyền của Benzema chuẩn xác hơn. Và dĩ nhiên anh chàng này cũng sẽ có điểm yếu đầu tiên các bạn dễ nhìn thấy ngay, đó chính là khả năng tốc độ chưa cao đến từ Benzema. Và cái nữa đó là cái sút xa vẫn có thể vào được, nhưng cái đường banh nó bay rất là yếu, các bạn sẽ cảm thấy nó không có lực lắm, nhưng vẫn có thể vào được nha. Và cái nữa là cái khả năng đánh đầu của Benzema ở phiên bản này thì nó sẽ chưa ngon bằng những phiên bản khác của anh chàng này, cảm giác là nhảy lên hơi đuối tí xíu. Và đứng thứ tư trong danh sách này đó chính là huyền thoại Ruud Gullit mùa giải LN. Thì Ruud Gullit các bạn có thể chọn LN là EBS này, hay kể cả một cát thì đá vị trí CM vẫn được, nhưng Gullit khi mà đá vị trí CM nó chọn một legendary number với cái chỉ số rất là cao và có vẻ là hợp lý nhất cho vị trí này. Những mùa giải khác nên đá CDM. Thì Gullit có ma tốc độ, có kiến tạo, có đánh đầu mạnh, có qua người, chàng khỏi gặp nó nhiều đúng không? 1m91-88kg, thân nhỏ 2.5 năm. Gullit có thể hình, Gullit có sức mạnh, Gullit có khả năng sút cũng cực kỳ tốt nữa. Và Gullit bù lại cho Benzema khả năng đó là tốc độ nè, bù lại cho Benzema khả năng tranh chấp bóng bổng, đều có tất cả mọi thứ, cao, to và mạnh nữa. Sút xa vẫn có nha, sút xáy vẫn cao nha, sút xáy ở cấp độ 1 thế còn 1 nhưng mà tổng 110 nè. Và lực sút có, sút xa có, truyền ngắn cũng có, truyền dài cũng có, mặc dù khả năng truyền dài chỉ số nó hơi thấp tí xíu, thì đây cũng chính là một cái trong những cái điểm yếu của Ruud Gullit. Khả năng truyền vẫn có nha, nhưng mà đường truyền đôi khi nó chưa được đẹp lắm, nhưng mà nó vẫn có độ chính xác khá cao. Và cái mà Ruud Gullit khi mà các bạn đưa vị trí CM đó chính là anh chàng này sẽ hơi thiếu cơ động khi mà ngoài vòng cấm. Khi ngoài vòng cấm các bạn thấy Gullit sẽ hơi ít chạy một tí xíu, nhưng khi vào vòng cấm thì anh chàng điện thoại này mới bắt đầu chạy, chọn vị trí rất là nhiều, nhưng chỉ khi vào cắm thôi. Còn khi vào cắm thì cái khả năng chọn vị trí của Gullit các bạn sẽ đôi khi bạn thấy là sao Gullit không chịu chạy chẳng hạn. Thì kiểu Gullit là kiểu CM đứng để chờ banh và truyền cho mọi người, chia bài cho đồng đội khi mà ngồi vòng cắm. Và khi vào trong cắm rồi á thì lúc đó thì Gullit sẽ trở thành một trong những hộ công, anh ta sẽ áp sát khung thành, tạo ra khoảng trống để ghi bàn. Và đứng thứ ba trong danh sách này đó chính là siêu sao người Anh Harry Kane. Harry Kane thì dưới 10 tỷ các bạn có thể có mùa giải Best World Cup nè, mùa giải World Cup 22 và kể cả mùa giải 22 test nữa, nhưng mà mùa giải 22 test này các bạn sẽ hơi khó mua. Mình sẽ đề xuất mùa giải đó chính là mùa giải World Cup 22 hoặc là mùa giải Best World Cup. Thì trong hai mùa giải này thì Harry Kane có cái này nhưng mất cái kia. Với mùa giải Best World Cup các bạn sẽ có bộ chỉ số tốc độ này nhỉnh hơn, cái mà Harry Kane còn thiếu đó là tốc độ sẽ cao hơn, dứt điểm có, lực sút cũng có nha, và khả năng sút xoáy thì cũng rất là cao. Nhưng bù lại thì Harry Kane Best World Cup thì chỉ soạn ít hơn, chỉ có kiến tạo và đánh đầu mạnh thôi. Nhưng khi các bạn dùng Harry Kane mùa giải World Cup 22 á, thì đây cũng là một trong những mùa giải cũng rất xuất sắc của Harry Kane, có nhiều chỉ số ẩn hơn, 2 chân 5 năm, sút xoáy có, sút xa có, truyền dài có, kiến tạo có và đánh đầu mạnh có, kể cả sút tạt mang ngoài, nó rất nhiều chỉ số ẩn liên quan tới sút, liên quan tới ghi bàn. Mặc dù là anh chàng này được đính kèm vị trí chính thức là tiền đạo đó, nhưng mà trong game người ta lại thích đá Harry Kane ở vị trí CM, tức đá Harry Kane ở chiếc CF hơn, bởi vì anh chàng này cái số truyền rất là cao luôn, truyền dài tận 108 mà truyền ngắn 106, và có sút xoáy, có sút xa, có cả dứt điểm, mọi thứ đều quá hoàn hảo với lại Harry Kane. Thì Harry Kane sẽ có điểm yếu chứ, điểm yếu của Harry Kane đó chính là tốc độ, nhìn vào sẽ có tốc độ hơi thấp,
cho nên các bạn sẽ có thể dùng một bé Son Gốc sẽ bù lại cái mức độ đó một tí xíu. Và Harry Kane còn cái nữa đó chính là khả năng xoay sở hơi kém, rồi chỉ có 3 sao thôi. Đây là hai điểm yếu rất là quan trọng của Harry Kane mà anh chàng này mắc phải. Và đứng thứ hai trong danh sách này đó chính là Kevin De Bruyne, siêu sao người Bỉ hiện đang thi đấu cho Manchester City. Thì Kevin De Bruyne bé Son Gốc và Kevin De Bruyne World Cup 22 thì có giá dưới 10 tỷ nha. Giá dưới 10 tỷ và các bạn có thể chọn World Cup 22 hoặc là Best World Cup tùy vào sở thích của mỗi người. Nhưng mình vẫn khuyên bạn nên chọn Best World Cup bởi vì mùa giải này có một số tấn công ổn áp hơn, có số ghi bàn cao hơn, có lực sút sút xa và sút sấy tốt hơn, chỉ số tốc độ cũng được tăng cao. Nhưng Kevin World Cup 22 thì cũng không hề kém cạnh, chàng này sẽ bù lại khả năng đó là chuyền ngắn và chuyền dài cao hơn, cao hơn 2-3 chỉ số. Và bộ chỉ số ẩn thì Kevin De Bruyne World Cup 22 sẽ thiên về chuyền hơn, có thánh chuyền bóng à. Thì Kevin De Bruyne best Son Gốc thì bù lại anh chàng này các chỉ số sút xoáy giúp cho những cú sút ghi bàn dễ hơn đó, mỗi người sẽ có những cái hay riêng. Và có một bạn hơi thắc mắc về điểm yếu của Kevin De Bruyne, sẽ có thắc mắc nha. Kevin De Bruyne không phải là kiểu xe mà tốc độ nên đôi khi chạy nó sẽ không vừa ý các bạn đâu. Nhưng với Kevin De Bruyne thì các bạn chỉ cần cầm banh truyền và sút thôi. Và Kevin De Bruyne có khả năng đối mặt thủ môn khi mà dứt điểm nó cũng sẽ hơi thiếu chính xác một xíu, bởi vì ở những mùa giải này thì chỉ số dứt điểm nó hơi thấp. Và Kevin De Bruyne sẽ có một cái điểm yếu là chính là thể lực, chỉ có mức 92 với mùa giải Best Son Gốc thôi. Nhưng mà không sao đâu, với thể lực này thì vị trí CM là vị trí rất cần thể lực, cho nên kể cả bất kỳ cầu thủ nào về cuối trận tầm khoảng phút 70-80 thì được vẫn phải thay ra, trừ khi cầu thủ đó có chỉ số ẩn nỗ lực đến cùng mới có thể bù lại cái thể lực thôi. Và với Kevin De Bruyne thì khi cầm các bạn sẽ có cảm giác tạt rất là ngon nha, mặc dù là thường đá vị trí CM nhưng vẫn đôi khi ra phải góc nào ra cắm cái kiểu cũng được tạt, ông cực kỳ xét với bất kỳ phiên bản nào của Kevin. Và đứng đầu trong danh sách CM mà chỉ với 10 tỷ thôi thì các bạn có thể chọn Johan Cruyff. Johan Cruyff này các bạn có thể chọn mùa giải Best Son Gốc hoặc là mùa giải lên đều được nha. Với mùa giải Best Son Gốc thì các bạn thì có nhỉnh hơn tí xíu về chỉ số phần tấn công và tăng tốc, nhưng mà nó cũng sẽ không là bao nhiêu đâu, hai phiên bản này cũng sẽ không khác biệt nhiều, sẽ khác biệt ở chỗ tạt bóng á. Johan Cruyff Best Son Gốc thì sẽ có tạt bóng sớm và chỉ số tạt cũng cao hơn, nhưng điều đó thì cũng không quan trọng lắm, với CM thì lâu lâu mới ra cánh thôi. Và với Johan Cruyff các bạn sẽ có khả năng dứt điểm khi đối mặt thủ môn cực kỳ tốt. Và với Johan Cruyff thì cái đó nó sẽ giúp cho các bạn là khi mà Johan chọn những cái vị trí không ai kèm và đối mặt thủ môn thì tỷ lệ ghi bàn rất là cao, cái mà nhiều CM đôi khi hay bị thiếu chỗ đó. Và điều mà làm cho Johan Cruyff trở thành một trong những vị trí CM với giá 10 tỷ và top 1 đó chính là khả năng chọn vị trí cái AI mà tách hậu vệ ra khi mà Johan Cruyff đứng ngoài vòng cấm hay trong cấm đều như vậy hết trơn á. Bóng ngoài vòng cấm thì Johan Cruyff sẽ giúp bạn đưa ra những đường truyền dài, bởi vì anh chàng này sẽ xuyên hậu vệ đối phương, và khi vào cấm thì Johan Cruyff cũng sẽ tách hậu vệ ra để tìm những cái hổng cấm dễ dàng nhất và ghi bàn nó thuận lợi nhất. Và với Johan thì các bạn vẫn có thể truyền, các bạn vẫn có thể giết D nha, một trong những cầu thủ giết D hàng đầu của game luôn, có giết D, có sút xoáy nè, thêm vào đó là chỉ số ẩn kiến tạo giúp cho những đường truyền của Johan nó chuẩn xác hơn, nó dễ dàng hơn. Và anh chàng này cũng sẽ có điểm yếu nha, điểm yếu đó chính là tốc độ. Đôi khi bạn muốn cầm Johan Cruyff bạn đua tốc độ thì hơi thiệt tí xíu, nhưng đây là kiểu tiền đạo chọn vị trí cho nên là đôi khi các bạn chỉ cần truyền cho Johan thôi, không cần đua tốc độ đâu, với sau đó là một bàn thắng rồi. Và đó là top 5 anh chàng xuất sắc nhất ở vị trí CM chỉ với mức giá 10 tỷ BB thôi, các bạn vẫn có thể mang về cho đội hình của mình. Và dĩ nhiên đây sẽ là đánh giá riêng của mình, mỗi người sẽ có những cái đánh giá khác nhau về FIFA 24, đánh giá khác nhau về từng cầu thủ. Cho nên các bạn cũng đã comment ở phía dưới phần bình luận á, những cầu thủ nào chỉ với mức giá 10 tỷ mà bạn nghĩ là xuất sắc nhất ở vị trí CM. Và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.